Rồi về tổng quan, đây là một cái slide mình đưa ra hình ảnh thôi. Tất nhiên là từng này chưa đủ đâu. Các cái nhóm thuốc, những cái loại thuốc long đồng trên thị trường thì nó là vô số luôn. Thế nên mình mới bảo các mẹ là mình sẽ học và mình nhớ theo tên hoạt chất hay tên dược chất, thì đó mới là cách để các mẹ nhớ được tất cả. Còn nếu các mẹ chỉ nhớ theo tên biệt dược thôi thì mình sẽ không thể nhớ được tất cả các loại thuốc trên thị trường nhá. Ví dụ ở đây thì mình đang để các mẹ có thấy cái hình nào quen không nhỉ? Đây là những cái loại thuốc mà thực ra thì cái biệt dược, cái tên thương mại hay chế phẩm ấy, nó khá là liên quan đến vùng miền, đến gọi là gì nhỉ? Đến cái mức tiếp cận thị trường của công ty dược đấy. Thế nên là có thể ở một số vùng hay một số nơi thì thuốc này nó sẽ chiếm ưu thế phổ biến hơn thuốc kia ở nhà thuốc hay ở bệnh viện. Tuy nhiên thì đây mình đang nhìn ở góc nhìn của một dược sĩ bệnh viện của một bệnh viện tại Hà Nội, thì đây là những thuốc mà khá quen thuộc trong khi bác sĩ kê tại bệnh viện mình. Và tất nhiên là nó sẽ có rất nhiều loại thuốc khác. Tí nữa mình sẽ chỉ cho các mẹ cách để nhớ được tất cả các loại thuốc nha. Về ở đây thì mình đang để mấy loại nhỏ. Bisonvông thì là Promaxin này, Acemuc kids thì đây chính là acetylcysteine. Tại sao mình để Prospan ở đây? Thực ra thì nếu mà xếp hẳn vào nó là một dược chất hay hoạt chất của nhóm thuốc long đờm ấy, thì thực tế là nó chưa hẳn là hợp lý nhất. Nếu mà hợp lý nhất thì mình sẽ phải, tức là Bộ Y tế có một cái là thông tư 30 ấy, thì ở đây nó sẽ chia nhóm hoạt chất và như vậy thì nó sẽ cụ thể long đờm hơn. Ở đây mình cho Prospan vào là mình ở dưới góc nhìn của một dược sĩ chia sẻ cho các mẹ. Vì sao Prospan thì thực ra ấy, cái hợp chất ở đây nó là cái dịch chiết lá thường xuân, thì nó là nguồn gốc dược liệu và thực vật. Buổi hôm nay thì mình cũng sẽ không chia sẻ sâu về Prospan, thế nên mình sẽ chia sẻ ngay từ ban đầu khi cái hình ảnh nó hiện ra. Tại sao có Prospan ở đây? Bởi vì mặc dù ấy, theo thông tư 30 thì mình chắc là sẽ không xếp nó vào nhóm thuốc long đờm đâu. Tuy nhiên, nó có tác dụng long đờm. Cái siêu ho này nó có tác dụng long đờm, nó phổ biến với các mẹ và nó an toàn cho trẻ sơ sinh, nên mình chia sẻ luôn. Nó sẽ có Prospan, thực ra có cả hàng sách tay và hàng nhập khẩu, thì cái này nó không tiện để mình chia sẻ quá cụ thể ở đây. Tuy nhiên là nếu bé ở các mẹ bé nhà mình á mà nhạy Prospan muộn thì có thể dùng được, vì nó trộm vía khá là an toàn. Và tại sao cái này nó vừa là giảm ho nhá, nhưng nó vừa có tính chất làm dịu họng, vừa tính chất long đờm, nó làm loãng đờm. Do nếu mà đi vào sâu sẽ có nhớ mẹ ở trong cái dịch chiết này nó có một chất giúp làm loãng đờm của bé. Đó. Thì khi đờm nó được loãng ra thì sẽ được đẩy ra ngoài. Tuy nhiên cái mức độ long đờm của nó ấy sẽ là khi mà bé ít đờm thôi, ít đờm tại vì nó chỉ là long đờm nhẹ, loãng đờm nhẹ thôi. Còn khi mà bé có nhiều đờm, đờm đặc, đờm quánh thì thường các mẹ sẽ thấy là các bác sĩ thường và luôn kê long đờm cho, tức là kê siro ho kèm với một thuốc long đờm cho bé. Nếu bé không có chống chỉ định hay là có cái dị ứng đặc biệt gì với thuốc long đờm thì thường là như vậy khi mà mức độ đờm của bé nó tăng lên nhá. Tức là Prospan sẽ dùng được khi bé ho đờm nhẹ. Ho đến Amprosol này, Mucosolvan này thì dược chất của nó cũng là Amprosol nhé, và Halisol thì dược chất của nó cũng là Amprosol. Vậy thế nào là dược chất, thế nào là biệt dược? Mình đến slide tiếp theo nha. Cứ xong một phần thì chắc mình có 3 phần tất cả đúng không? Thì cứ xong một phần thì sẽ dừng lại, mình sẽ bình luận một chút xem có vấn đề gì mình có thể giải đáp được hay không thì mình sẽ giải đáp. Đây cái slide này thì mình đang để các hoạt chất long đờm thường gặp. Nếu được thì các mẹ hãy cố và nên nhớ giúp mình ba hoạt chất long đờm thường gặp cho bé. Tại đa phần ấy, bây giờ mình có thể tóm gọn được, dù mẹ có ở vùng nào miền nào thì cái loại thuốc bé được kê thì dược chất hoạt chất của nó cũng chỉ thường thuộc một trong bốn loại này thôi. Loại thứ nhất là acetylcysteine, thứ hai là Promethazine, thứ ba là Amprosol. Thực tế là có thể nó sẽ hơi khó một chút để các mẹ nhớ được nhỉ, làm thế nào để các mẹ nhớ được cái này nhỉ? Các mẹ hãy thử nhớ cho mình ba cái tên này nhé, sau đây có khó khăn gì thì chia sẻ với mình để mình có thể là cùng các mẹ nghĩ cách khắc phục cái khó khăn đấy, hoặc có mẹ nào có sáng kiến để dễ nhớ được ba cái chất này thì các mẹ để lại bình luận cho mình để mình và các mẹ khác cùng học tập nhá. Và cuối cùng là thuốc từ dược liệu thì mình cũng thấy luôn là dịch chiết lá thường xuân, thì cái này nhá, các cái chế phẩm ví dụ như Prospan, Nystelitos, thường ấy, nhiều chế phẩm ho trên thị trường ấy, thì thường sẽ là dịch chiết lá thường xuân, hoặc là nhiều chế phẩm khác nó sẽ là những cái cũng là nguồn gốc dược liệu nhưng nó khác một chút. Đã. Rồi acetylcysteine, Promethazine, Amprosol, các mẹ cố nhớ giúp mình. Đây cái slide này, cái này sẽ là gọi là bước cơ bản đi, cái bước nền đại cương để các mẹ không bị gọi là gì nhỉ,
Trời với trong cái vô vàn những cái sản phẩm về thuốc thì đầu tiên các mẹ sẽ phải phân biệt giúp mình một cái khái niệm nó rất chi là cơ bản thôi, nhưng nó là nền tảng của gần như là tất cả những cái kiến thức về sau khi học về thuốc, về dược. Đó là phân biệt được tên thuốc và dược chất nó có khác nhau không? Khác nhau đó các mẹ. Và các mẹ sẽ thắc mắc là nhiều loại tên thuốc cũng là dược chất mà. Đúng vậy, nhiều có những loại như vậy, thuốc generic tên thuốc là dược chất nhưng nó vẫn là tên thuốc nha. Cái dược chất trong đấy thì tên nó trùng như vậy thôi. Và tên thuốc là gì, dược chất là gì, đi vào cụ thể nha. Ví dụ cụ thể luôn đi. Ví dụ bison vông thì nó là tên thuốc hay là dược chất? Nó là tên thuốc nha. Bison vông là tên thuốc. Dược chất của nó là bromhexin. Lý do vì sao mình bảo các mẹ là thuộc giúp mình ba cái dược chất đằng trước, thì tên thuốc ở đây nó là tên thương mại hay còn gọi là tên biệt dược, thì nó chính là cái tên riêng của sản phẩm đấy do nhà sản xuất đặt cho sản phẩm kinh doanh của mình. Và nữa là cùng một dược chất đấy nhưng mà hoàn toàn mỗi nhà sản xuất khác nhau, có thể đặt cho sản phẩm của họ những cái tên khác nhau để phân biệt với sản phẩm của nhà sản xuất khác. Ví dụ cùng là dược chất là ambrosone ấy, tức là cái chất hóa học có tính chất dược ấy, có tác dụng dược lý ấy, thì hoàn toàn mình có thể gặp trên thị trường. Đó là như lỗi mình giới thiệu ở slide đầu tiên luôn đó. Để quay lại slide cho các mẹ dễ nha, tại nói chay có thể các mẹ dễ. Đây, ví dụ ba cái hàng ở dưới đây này đều là cùng một dược chất nha, nhưng nó do ba nhà sản xuất khác nhau sản xuất và nó được đặt ba cái tên thuốc hay tên thương mại khác nhau. Ambrosone, thuốc đầu tiên, cái này tên thuốc với tên dược chất nó như nhau đúng không, nhưng nó vẫn dùng để phân biệt với mucosolvan. Như mình thì mình hay đọc là mucosolvan. Như các bạn biết, chia sẻ một chút đầu cho mình hiểu ở Pháp ấy, thỉnh thoảng một cái số phát âm thuốc của mình nó sẽ hơi khác một chút tại do thói quen thôi, nhưng nghe quen thì vẫn sẽ nghe được. Thứ ba là halicone. Halicone thì dược chất của nó cũng là ambrosone. Thì với cái ví dụ ba cái thuốc này, các mẹ mong là các mẹ đã phân biệt được cho mình thế nào là tên thuốc và dược chất đúng không? Thế mình mới bảo vì sao phải học dược chất chứ không phải học tên thuốc. Ví dụ cùng là ambrosone nhưng nếu các mẹ học từng thuốc, học thuốc đầu tiên ambrosone, học thuốc thứ hai mucosolvan, học thuốc thứ ba halicone thì các mẹ phải học đến 3 lần đúng không? Nhưng nếu các mẹ học được và nhớ được cho mình cái tên ambrosone thì các mẹ chỉ cần nhớ một lần và được tất cả những sản phẩm, ba sản phẩm này và nhiều sản phẩm khác trên thị trường cơ. Và cái các mẹ sẽ bảo là nhưng mà cái tên biệt dược này á, em nhìn ở lọ thì nó có chứ còn ambrosone làm gì có. Nó là theo luật của Bộ Y tế rồi, chắc chắn nó sẽ phải in cả tên dược chất ở trên bìa nữa, chỉ là nó sẽ in nhỏ hơn so với cái tên biệt dược, cái tên thương mại hay tên thuốc thôi. Tức là ở cái thuốc ambrosone này các mẹ sẽ thấy nhá, ở đây mình không zoom cho các mẹ, những cái dòng nhỏ nhỏ ở dưới này này nó sẽ là ambrosone chắc chắn. Ví dụ con băng nó sẽ có một dòng ở đây là ambrosone và halicone, thì cái này nhìn khá rõ hơn. Các mẹ thấy cái dòng ambrosone không được in đậm ở dưới không, thì các mẹ nhìn cái đấy cho mình ok nha, được chưa? Và nữa là các mẹ sẽ phải để ý nữa là nó sẽ liên quan đến cả dạng bào chế. Thế nào dạng bào chế thì đây nó là từ hơi chuyên môn một chút. Rồi dạng bào chế đơn giản, hiểu đơn giản nó chỉ là có thuốc thì cùng là cái dược chất đấy nhưng người ta bào chế ở dạng viên, có thuốc cùng đấy thì người ta dùng dạng gói bột và có cả dạng dung dịch, được chưa? Tức là ví dụ như cái acetylcysteine ấy thì đó là dược chất đúng không, và tên biệt dược của nó thì cái một cái biệt dược hay gặp nhất là acimuc. Thì thực ra acimuc nó sẽ có dạng cả dạng gói bột thì mình pha với nước để nó thành dạng dung dịch, và trên thị trường sẽ có cả dạng viên viên này, viên nén để uống. Từ từ mình, nó là dạng viên để uống nhá, mà nó còn có nhiều nồng độ hàm lượng khác nhau cơ. Acimuc này sẽ có dạng gói 100 mg, dạng gói 200 mg, và cái nồng độ hàm lượng thuốc trong này cũng là một cái mà các mẹ rất cần nên để ý khi mua thuốc cho bé nha. Còn dược chất thì như mình giải thích rồi, nó đơn giản đúng không? Như cái ví dụ vừa rồi thì mình nghĩ là đa phần tất cả mọi người đây đều đã phân biệt được thế nào là tên thuốc và dược chất. Mọi người thấy mình nói hơi nhanh không? Nếu nhanh quá thì bảo mình nha. Thì dược chất nó là tên cái chất hóa học hay hóa chất của thuốc ấy. Các hóa chất này thường nó sẽ là tên chuẩn theo chuẩn quốc tế, tên chung quốc tế rồi. Và nữa là một thuốc thì có thể bao gồm nhiều thành phần hay chính là nhiều hóa chất nhá. Thì ở đây cái ví dụ thôi, bison vông thì nó là tên thương mại, tên biệt dược hay tên thuốc. Còn cái dược chất trong nó là bromhexin, thì từ nay trở về sau ở cái slide này mình sẽ nhắc đến bromhexin nha. À nhưng mà tí nữa mình vẫn lấy ví dụ cho các mẹ cụ thể ở tờ hướng dẫn sử dụng thông tin kế toa của Bison Vong đấy. Vì nó khá điển hình. Và tí nữa khi chia sẻ về tờ hướng dẫn sử dụng mà thôi mình chia sẻ luôn. Tức là cùng một cái dược chất bromhexin này nhưng các biệt dược hay tên thương mại khác nhau, thì có thể các mẹ sẽ thấy là cái tờ thông tin kế toa của nó sẽ khác nhau một chút. Khác nhau ở điểm nào? Sẽ có một cái khác nhau, đôi lúc nó sẽ có khác nhau về về liều dùng thì không nói nhá, liều dùng nó liên quan đến hàm lượng rồi, nhưng mà nó liên quan đến lứa tuổi ấy,
tức là lứa tuổi sử dụng được. Tuy nhiên ấy, nó không cụ thể hẳn đâu, mà là ví dụ cùng là cái ambroxol ấy, như Halisol thì trên tờ thông tin chuyên khoa tổng dẫn sử dụng họ có ghi hẳn mức liều cho trẻ dưới 2 tuổi, nhưng có một số tờ dẫn sử dụng khác thì họ chỉ ghi liều cho trẻ trên 2 tuổi. Thì với các mẹ cùng là Ambroxol, Halisol dùng được cho trẻ dưới 2 tuổi thì cái chế phẩm còn lại mà trên tờ thông tin hướng dẫn sử dụng họ không ghi mức liều khuyến cáo cho trẻ nhỏ hơn 2 tuổi thì mình có dùng được không?